I'm rich, I'm rich, I'm rich. Đây, bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn là đăng ký nha. Bấm vào cái đây này để mình bấm lại cho. Đây nè, có chỗ này ha, bấm vào đây. Đó, bấm thêm một lần nữa. Đó, và nó chuyển qua cho các bạn cái chỗ đăng ký nè. Ví dụ là cả nhà thân yêu. Đó, chữ thường thôi cho dễ nhớ. Đó, cả nhà thân yêu. Đó, bác là cả nhà 1, 2, 3. Dứt nhập y vậy nha các bạn. Cả nhà 1, 2, 3. Rồi, đó. Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay lại với kênh của mình. Cái phần hướng dẫn download thì nó nằm ở cuối video nha các bạn. Còn cái phần đăng ký thì mình để ở đầu. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đăng ký kênh chứ không phải là đăng ký game nha các bạn. Đây, con nhân vật này thì mình chơi cũng mấy rồi. Bây giờ mình mới gặp chơi mấy bữa à. Bây giờ mình tạo nhân vật mới nha. Mới test thằng này xong. Đó trần ở trần ở trong chứ không ở chuồng các bạn, cơ bắp cuồn cuộn này không. Thì nhân vật nam sao thì nhân vật nữ y vậy nha các bạn. Các bạn cứ chọn mà chơi nha. Mà mình nói chỉ nói như vậy thôi, nó sơ sơ thôi. Các bạn có thể đó thì mình cũng chưa biết là làm cái gì nữa. Đây là đăng nhập một ngày nữa nha các bạn. Có thể ai xếp là nhân đôi hay nhân hai người gì đó quên rồi. Còn kim cương thì đây nó cho chúng ta là 18.888 kim cương không khóa và bao nhiêu vậy, 100.000 kim cương khóa. Nói chung là kim cương khóa rất là dễ tìm nha các bạn. Con nhân vật này thì mình sẽ không nói nhiều, còn đây là cái viên kinh nghiệm nha các bạn. Có nó thì cứ bấm vào nút. Rồi xong các bạn cứ chờ nhiệm vụ. Mà theo mình được biết là cái viên đó là các bạn từ từ hãy nên nút nha, để level lớn lớn thì nút. Cứ thế mà chạy nhiệm vụ thôi. Đó. Còn đây là nhận đăng nhập nè. Đó. Ở đây để mình giới thiệu cho các bạn đấy. Còn cái đây nè, đây là chỗ để mua đồ nha các bạn. Còn cái đánh nhau kiếm đồ thì chút mình sẽ lấy nhân vật kia mình hướng dẫn cho các bạn. Đây, mình thì chỉ mang mua được, mình không có thời gian nhiều. Với cái rương nằm này 10.000 và 5.000 này thì nó giống như nhau nha các bạn, viên này để nâng cấp ngựa, nâng cấp một ngựa đó. Mấy cái này là kim cương khóa, còn cái này nè, cái dòng thứ tư từ trên xuống là mấy kim cương cương khóa đó. Các bạn cứ từ từ mài mò dọc một hai con nhân vật các bạn biết không? Vào cái con nhân vật mình chơi được 2-3 bữa cho các bạn xem nha. Đây, nhân vật này là mình chơi được 3-4 ngày rồi. Các bạn lúc mà mới đăng nhập vô thì nó cho các bạn được thêm cái các bạn làm nhiệm vụ thì nó sẽ cho các bạn cánh và một con bé cưỡi nha. Không, con bé đánh phụ chứ không phải là cưỡi. Đây là mấy ngày trước là mình không có gì vậy. Thank you.
Lúc nãy mình nhớ là mình có nhận cái một xài đỡ này để cái này nó không khóa, nhưng mà thôi mình vẫn xài đỡ cho các bạn xem. Đó, bây giờ cắn đơn nè, đó, cắp. Cắn đơn nè, đó. Lên, cắp. Nó đánh giết luôn á, đứng cũng yên thiệt chứ. Đâu đây đi. Đây là con thú cửa của mình rồi nha. Đó, đầu vô là các bạn sẽ có con này. Các bạn mua cái gương 5.000 và 10.000 á, thì các bạn mở ra 5.000 thì được 50, ở ngoài 50 hút cửa hồn đơn. Còn 100.000 thì được 100 cái. Đó là 10.000 thì được 100 cái. Đó. Mình đang ở cái con rùa. Tăng lực chiến dữ lắm nha các bạn. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn cứ cài cái này. Đây là cái skin của mình. Đó, đây là có cái nón lạnh. Mình thích, mình thích để cái nón này. Đó, nhìn nó ngầu hơn. Đây là con bét đi theo mình nè. Đó, bây giờ mình mới mở được con này nè các bạn. Nhìn cũng hài đó chứ. Các bạn muốn mở mấy con này thì các bạn cứ tăng mỗi con rồi các bạn tăng mát cái level của nó, cái thanh này nè, cái thanh dưới nè. Đó. Là các bạn được qua cái con tiếp theo đó. Cứ vậy các bạn lên. Còn cái đó là các bạn vào cái công hội các bạn lấy nha. Cái điểm hồi nãy mình mới lên. Lấy cái điểm đó, cái nguyên liệu bằng cách các bạn quay cái, không phải chạy nhiệm vụ nhớ rồi. Đó là chạy nhiệm vụ. Mình vẫn chẳng hiểu sao mà mình không có đeo được cái cánh đó lên. Nè, cánh nè, không đeo được nè. Còn ở đây là các thành tựu đó, các bạn sẽ được nhận kim cương, nhận vàng, nhận đủ thứ. Còn đây là cái cây, nó sẽ cho chúng ta quà đó. Còn bên này là những nhiệm vụ đó. Ở đây là làm cái nhiệm vụ các bạn chạy cho nó auto. Các bạn bấm đổi nhiệm vụ nè, đổi phần thưởng nè, cấp độ nè. Mình cách bấm vào đây nè, đó. Nó 5 sao, nó đủ 5 sao thì nó sẽ ngưng nha các bạn. Đó đủ. Lên cấp rồi nha các bạn. Đó, xong được nhận quà. Ngày làm được có 20 nhiệm vụ rồi nha các bạn. Đó, các bạn cứ chạy đủ ấy thì các bạn nhận được những thứ này. Khá đủ, lại chạy nữa. Đó, Hư thông báo là đã hoàn thành 20 nhiệm vụ một ngày. Đó, các bạn lấy mấy cái này nè, đó. Nâng cấp ở đây nè các bạn, đó. Còn ở đây là nâng cấp kỹ năng này nha. Tỷ lệ thành công mà chỉ có 15 nè, đó. Những cái skill nè, đó. Thì chó hú, ừ, chó hú mình không có, đó. Dẫm đất nè, đánh đất gì đó. Đó, xây búa, xây rìu nè, đó. Nắm đấm nè.
đó, bỏ một cục này vô đó, vẫn mít à, vẫn lên nè các bạn, đây nè. Còn có 15% là không giống trời nha. Đó, chuyển qua cái khác. Rồi hết hồn. Hết cả hồn. Các bạn chạy đủ hoạt động thì các bạn nhận được những thứ này nha. Thôi mình cũng không lôi thôi về dòng nữa, bây giờ mình vào hẳn game cho các bạn xem luôn. Thôi lộn, vào hẳn cái phó bản luôn, đánh trận nho nhỏ cho các bạn xem cho dễ hiểu. Đây, cái phó bản này là đánh kiếm đồ nha các bạn. Mình để chế độ auto, mình đang chọn cái phó bản dễ nhất nha. Các bạn được ếch thì cái tỷ lệ nó ngon hơn. Trời, rồi. À, vẫn được. Chạy tới đây rồi. Em gồng tay kêu lên nè các bạn. Nó. Ừ. Được có mấy giây rồi nha các bạn. Nhưng mà một lần nó hồi kiếp này tới 10 phút luôn. Đó, con quái vật đã chết. Đó, có rất nhiều cái phó bản cho các bạn lựa chọn nha. Nó cho mấy cái hộp chi mà tới cấp 350 nó mới cho mở. Đậu phụ. Bây giờ mình qua cái con bên kia nha, để không làm mất thời gian của các bạn, mình lướt lẹ lẹ. Đây là con nhân vật nữ nè, đó. Chút mà mình phải nhận gì nhận ha. Bây giờ mình khoan, để nhận quà bên này coi. Nói gì nói chứ cũng phải nhận quà đăng nhập.
Bên này mình đăng nhập được 3 ngày nha các bạn. Đó cũng được cái nón. À, ngày thứ tư thì mới được cái bộ đồ nha các bạn. Đây, ở đây thì mình đã lên mát con hô mới mát nữa mà đó nó lên được tới đó rồi. Hôm nay cũng lâu rồi mình không chơi. Đó. Không nói vòng vo nữa, vào đánh phó bản cho các bạn xem luôn. Chọn phó bản dễ đi cho dễ đánh. Rồi được có A, điểm mẹ lo bực bội. Mạng lắc quá. Lại lắc nữa, đậu. Ôi, con này bắn yếu hơn con kia. Bạn hãy tự mình khám phá game nha. Mình thấy game này thì đồ họa cũng đẹp đó. Mình còn nhiều game nữa và hứa hẹn là những game sau này là sẽ có những cái free nhiều hơn. Ví dụ như là mát VIP hay là kim cương vàng đồ vài triệu cho các bạn xài. Và cũng kèm theo đó là có những cái con game mà free ít như vậy nhưng mà cái server nó được lâu dài nha các bạn. Không có bị đang chơi mà bị die hay này nọ. Nói chung thì không die thì cũng không phải. Nó có lúc xui xui thì nó vẫn bị chết, bị khai tử như thường nha các bạn. Nhưng mà ít hơn mấy cái server kia. Ổ quá trời đầu cam luôn các bạn. Lại lắc nữa rồi. Đó, các bạn gán được ếch. Ếch thì các bạn sẽ được nhiều cái món ấy hơn. Còn như dụ như mà không có được ếch thì sẽ hiếm được cái kia kinh nghiệm màu đỏ. Với lại đầu cam nó ít hơn. Rồi, clip tới đây thôi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Mình đi test game cho các bạn tiếp đây. Đừng quên đăng ký kênh, bấm vào quả chuông để nhận thông báo về game mới nhất nha. Bye bye, hẹn gặp cả nhà vào clip sau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.